Màn chặt chém dạ hội của hai thí sinh hot nhất bán kết đại sứ hoàn mỹ. Vi Lai bước từ vòng 1 ngổn ngộn, Lương Mỹ Kỳ có bị lấn áp. Thí sinh Lương Mỹ Kỳ và Tường Vi được người hâm mộ yêu mến và hy vọng sẽ làm lên chuyện tại đại sứ hoàn mỹ 2020. Những diễn biến mới nhất trong đêm bán kết đại sứ hoàn mỹ 2020 diễn ra vào tối ngày 16 tháng 1 đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt trong phần thi đầm dạ hội, hai thí sinh được đánh giá 1-9-1-10 ở cuộc thi là Lương Mỹ Kỳ và Tường Vi Vi Lai đã có màn so tài catwalk và phô diễn body càng đét. Lương Mỹ Kỳ đã chọn chiếc đầm dạ hội màu đỏ rực, ôm sát body để khoe vòng 1 căng đầy, eo con kiến và đôi chân dài đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt thần thái biểu diễn đầy chuyên nghiệp và tự tin của Lương Mỹ Kỳ được ban giám khảo đánh giá rất cao. Hương Giang chia sẻ, chị đặc biệt ấn tượng với Lương Mỹ Kỳ, em rất tập trung và giữ thần thái vô cùng tốt. Lương Mỹ Kỳ còn chốt lại phần thi bằng màn xoay váy khiến bộ ba huấn luyện viên đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Lương Mỹ Kỳ có phần thể hiện vô cùng tự tin tại vòng thi đầm dạ hội ở bán kết đại sứ hoàn mỹ. Cô sở hữu đôi chân dài cùng body cực phẩm. Cả ba vị huấn luyện viên đồng loạt vỗ tay khi xem Lương Mỹ Kỳ xoay váy kết lại phần thi của mình. Lương Mỹ Kỳ được khán giả đặt nhiều kỳ vọng sẽ chinh phục được Vương Miện. Về phía Vi Lai, cô gây chú ý với màn khoe vòng 1 OF đến bức thở, được đánh giá là một trong những thí sinh sở hữu gương mặt nữ tính khả ái nhất cuộc thi, nên Vi Lai luôn mỉm cười tươi, nổi bần bật mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, thần thái của Vi Lai bị ban giám khảo nhận xét có phần lép vế hơn Lương Mỹ Kỳ. Trong khi Mỹ Kỳ rất tập trung, bạn ấy không xả vai lúc nào thì ở Tường Vi, anh thường xuyên bắt gặp khuôn mặt thoáng nét buồn và mệt mỏi của em. Vi Lai gây ấn tượng với vòng 1 OF đến bức thở. Cô sở hữu khuôn mặt đẹp, khô mỉm cười vô cùng xinh xắn trên sân khấu. Cú xoay váy của Lương Mỹ Kỳ được cộng đồng mạng đánh giá tốt hơn Vi Lai. Lương Mỹ Kỳ và Vi Lai đã có đêm thi vô cùng ấn tượng và để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả. Nhìn dàn top 6 tài năng và sở hữu nhan sắc kẻ tám nạng người nửa cân, ban tổ chức đại sứ hoàn mỹ chắc chắn phải rất đau đầu để chặn ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Cụ thể, 6 cô gái xuất sắc tiếp tục hành trình chạm đến vương miện cao quý là Mộng Thường, Trần Đài, Candy Huỳnh Anh, Tim Minh Tú, Tường Vi, Lương Mỹ Kỳ, Tim Hoàng Thùy và Khánh An, Tim Kiều Loan. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!